xu hướng khác với mình. Rồi. Nó bảo em cái tour đi chợ nổi mới lại cái chỗ mà đường Tàu Hỏa đấy. Bán hàng ngay trên đường Tàu Hỏa. Thế nhưng mà ôi thôi, cái đấy Việt Nam mới lại chợ nổi thì mình biết rồi. Mình đi chỗ khác. Đấy, nhưng bên này nó không như châu Phi. Châu Phi nó làm tự nhiên hơn. Đây nó vẫn nhiều cái bố trí như kiểu có bàn tay con người quá. Kia là 20 mấy km² ấy. Châu Phi nó tự nhiên. 20 km một chiều, 20 km một chiều, khoảng 8 hay 10 km rồi đấy. Còn đường là không có đường nhựa này đâu. Đường đất hết. Ăn để dành cho những cổ. Trước đây là làm có chủ đích rồi. Đấy, con kia nó ăn nhiều cũng lủng lẳng rồi. Ham cái gì đấy. Thấy không? Theo cái như của bầu rồi. Đấy, theo qua cổ đấy bố ơi. Nè. Các bạn muốn xem cổ không? Nhựa sẽ được xem. Hôm nay bác Thảo không xem bác. Đâu. Bác thích chứ. Bất khả khả. Cái rác này là cái ông Việt Nam của mình là quý lắm đấy. Mấy tỷ cơ. Mấy tỷ cơ.